Lan Ngọc cứu Khổng Tú Quỳnh, Khổng Tú Quỳnh làm đội trưởng và bị loại. Khổng Tú Quỳnh vướng tin đồn bị loại ra vòng công diễn 4 dù làm đội trưởng. Tập 10 của chương trình thực tế Chị Đẹp Đạp Giá Rạ Sóng vừa lên sóng cùng tình tiết Khổng Tú Quỳnh được hồi sinh và nắm giữ vai trò đội trưởng ở công diễn 4. Theo đó, Lan Ngọc đã dùng tấm thẻ đen quyền lực để cứu Khổng Tú Quỳnh. Lan Ngọc nói rằng từ năm 2019 đến nay, Khổng Tú Quỳnh đã không có cơ hội tỏa sáng. Lan Ngọc muốn trao cơ hội cho Khổng Tú Quỳnh, giúp Khổng Tú Quỳnh được xuất hiện ở chương trình nhiều hơn. Đồng thời, Lan Ngọc cũng đánh giá rằng Thanh Ngọc, Giang Hồng Ngọc hay Huyên Ly sau khi chia tay chương trình còn chạy sau liên tục. Riêng Khổng Tú Quỳnh thì Lan Ngọc thấy cần cơ hội để tỏa sáng nhiều hơn. Sau khi được hồi sinh, Khổng Tú Quỳnh đã chọn về đội trình diễn các ca khúc Hoa Nở Không Màu, Bông Hoa Đẹp Nhất. Cùng đội với Khổng Tú Quỳnh là Em Ly, Hơ Hơ Ni E, Lệ Quyên, Đoan Trang, Liên Ly, Diệp Lâm Anh. Theo luật của chương trình thì trong mỗi đội, ai là người có bình chọn thấp nhất thì được làm đội trưởng. Bất ngờ thay, vị trí đội trưởng lại rơi trúng Khổng Tú Quỳnh. Khi các MC công bố thông tin này, Khổng Tú Quỳnh vô cùng bất ngờ. Nữ ca sĩ nói là cô không biết chuyện gì đang xảy ra, bởi trước đó vừa bị loại, được cứu trong phút chót rồi bây giờ nhận luôn chức đội trưởng. Ngoài ra, Khổng Tú Quỳnh cũng nói cô cảm thấy rất áp lực. Hiện tại, mạng xã hội đang xuất hiện khá nhiều tin đồn liên quan đến kết quả vòng công diễn 4. Cụ thể, một số người cho rằng đội Khổng Tú Quỳnh sẽ thua trong vòng 4, đồng thời bị loại đi các thành viên. Dù làm đội trưởng nhưng Khổng Tú Quỳnh vẫn không tránh được chuyện bị loại. Nếu tin đồn này là thật thì sẽ là tình tiết gây bất ngờ. Trước đó, ở vòng công diễn 3, Hương Ly cũng bị loại dù nắm giữ chức đội trưởng. Tập tiếp theo của Chị Đẹp Đạp Giá Rạ Sóng sẽ lên sóng vào ngày 6 tháng 1 năm 2024 trên kênh VTV3.